Vâng, trận thi đấu thứ tiếp theo. Vâng, trận thi đấu trước là một trận thi đấu vâng, có lẽ là không không đáng nói nhiều. Khi một Choi Son một Greg thi đấu ấy, bên kia nhìn thấy có một Egypt là đã thấy chán lắm rồi. Tỷ số là 1-2 và đây là trận thi đấu chung kết đầu tiên ở trong thi đấu thứ 9 dành cho Gunny ở Vlub. Polesian đến từ game thủ Vlub. Úi giời ơi, úi giời. À vâng, như vậy là vẫn đóng được. Vâng, bị đi sai luôn cái gì này. Phô hit bên kia có cái gì mà đi xe luôn này, hai đều rồi. Không hiểu là các anh oánh đây không đây. Vâng, mới có 9 xe thôi, hôm nọ còn 20 xe cơ mà. Chúng ta hãy cùng xem quân cán xem thế nào. Vâng, đi sai luôn, chưa biết tình hình như thế nào, đi sai luôn, hai đều rồi. Và chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu chung kết.